Rồi chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về thì một chiếc Fortuner máy xăng hai cầu luôn anh chị. À, xe nè, còn rất là đẹp luôn. Dòng này là dòng gia đình anh chị. Máy xăng hai cầu thì chỉ có về gia đình thôi. Đó, và công việc anh chị nào mà chẳng hạn hay đi đường xa, đường núi hay là đi công trình đó anh chị. Đó, lấy mấy chiếc máy xăng hai cầu này đi là phải nói cực kỳ khỏe luôn. Đó, để chiếu sáng là full led cho anh chị luôn nha. Đây nè, đó chiếu sáng là full led luôn, có luôn cảm biến phía trước cho anh chị luôn. Nè, vỏ xe thì còn rất là dày luôn nè. Ở nước sơn là kiểu như là sơn như là sơn mặt rơm á, nhìn nó đẹp anh chị ha, nhìn nó sang anh chị ha. Đây đó, xe này chịu bán giá là 1 tỷ 120 triệu nha. Đây, quay luôn cái gầm cho anh chị coi nè, gầm này chiều chưa có vệ sinh, nhìn nó hơi dính sình bụng thôi chứ thật sự là vệ sinh cái gầm cái là nhìn nó đẹp đẽ liền à ha. Chị sẽ đi dạo một vòng cho anh chị các bạn coi qua nha. Đây, xe này thì chỉ có đi gia đình anh chị, máy xăng hai cầu thì chỉ có chạy gia đình thôi đó, kinh doanh không ai chạy mấy cái xe này đâu. Nên về cái chất xe thì anh chị cứ yên tâm, xe này đẹp lắm. Dòng gia đình người ta đi người ta kỹ xe lắm. Nè, có khóa V-Sai đầy đủ nè, cầu là cầu điện luôn nha. Đó, cầu điện luôn. Có công nghệ âm thanh của JBL luôn nè, màn hình giải trí luôn, có tích hợp bản đồ sẵn luôn, có bọc vô lăng sẵn cho anh chị luôn. Lo là lo JBL luôn nha, nghe nhạc phải nói là cực kỳ hay luôn. Đó, có camera hành trình sẵn cho anh chị luôn nè. Bọc trần luôn và ghế da sẵn luôn. Và lót sàn sẵn cho anh chị luôn. Đó, phim cách nhiệt đầy đủ nha. Những cái vấn đề keo chỉ mọi thứ ở chiều cũng vẫn đảm bảo cho anh chị nha. Là xe không tai nạn, không ngập nước nha, không bung rạ động cơ, máy móc nguyên zin nha. 7 chỗ gầm cao, nội thất rộng. Được cái nữa là máy xăng mà nó im nữa anh chị ha. Đây, vỏ xe thì còn rất là dày luôn. Xe này mới chạy có 17.000 cây rồi anh chị. Còn rất đẹp nha, biển Sài Gòn luôn nè. Đó, đây, quay luôn cái gầm phía sau nè. Gầm thì chiều chưa có vệ sinh anh chị, nên nhìn nó hơi cũ cũ dơ dơ ha. Thì quay xong cái clip này chị sẽ tiến hành đi vệ sinh cái gầm lại, vệ sinh cái nội thất lại, vệ sinh cái động cơ lại cho anh chị liền. Xe mới về nên chị quay liền coi cho anh chị coi đó. Đây, đó, dòng này là 100% gia đình thôi, có camera hành trình phía sau luôn này. Đó nè, ốc cốp là vẫn còn nguyên zin hết nha. Cốp là cốp điện, có một cái lò súp của JBL luôn, nhìn rất là xịn luôn chị. Đây nè, đó, lò súp phía sau luôn, đèn phía sau nhìn cũng đẹp nữa nè. Đó, Fortuner máy xăng hai cầu sản xuất 2022 anh chị nha. Đó, anh chị nhìn thấy không? Cái chất xe còn rất là đẹp luôn. Đó, đây nè, mức tiêu hao nè, 11 lít nè, 14 lít rưỡi nè, 9,3 nếu mà đi đường dài á, nó khoảng tầm 9,3 lít cho 100 cây thôi anh chị. Đây, xe thì còn rất đẹp nha. Máy xăng hai cầu. Thì nói chung là nói gì hai cầu thôi chứ nè, mặt bạc định á anh chị có thể chỉnh một cầu để chạy thôi anh chị, cũng đâu có hao xăng mấy anh chị. Đây nè. Đó, mặc định mình chỉnh một cầu mình chạy thôi. Còn nếu mà mình chạy chẳng hạn như mấy đường mà đang sửa chữa hay là công trình hay là đường núi nào mình chỉ có hai cầu anh chị. Đó, này có hai cầu chậm nữa nè. Hỗ trợ đổ dốc nữa nè. Có khóa V-Sai đầy đủ luôn anh chị, đây nè. Đó. Màn hình có công nghệ âm thanh JBL nè, có gạt tự động cho anh chị luôn. Xe mới chạy có 17.000 cây thôi. Cam kết với anh chị là chuẩn ô đô nha, không tua đồng hồ nha. Có bọc vô lăng sẵn cho anh chị luôn nè. Có mở cấp điện luôn nè. Cảm biến lùi phía sau. Đó, lo của JBL luôn nha, nghe nhạc rất là hay luôn. Xe còn rất đẹp, đây là sản xuất của xe nè chị, 2022 nha. Đây, sản xuất là 2022 nha. Giá dán là 1 tỷ 120 triệu. Để chiều mở cái nắp capo lên luôn, quay cho anh chị các bạn coi nè. Xe thì còn rất là đẹp luôn. Và đây là cái động cơ xăng 2.7. Đây. Đó, máy xăng thì được cái nổ máy nó im anh chị ha, nổ máy im ru à. Đây, khung xương mọi thứ nè đảm bảo hết cho anh chị luôn. Đó, xe thì còn rất đẹp anh chị nha. Dòng này là 100% gia đình, không có kinh doanh. Đó, nên cái chất xe thì khỏi bàn rồi. Và giá cực kỳ tốt luôn anh chị, 2022 luôn mà giá có 1 tỷ 120 triệu thôi. Và giá này chiều vẫn còn thương lượng, anh chị nhà vẫn còn bớt nha. Thì anh chị các bạn nào có quan tâm cái dòng máy xăng hai cầu ha, phục vụ cho công việc đi lại ha, thì cứ liên hệ trực tiếp cho chiều đến coi xe rồi chiều bớt thêm cho anh chị nha. Thôi chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào có lần đầu vào kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng anh chị nha. Đây, xe thì còn rất là đẹp, máy xăng hai cầu chạy 17.000 cây, sản xuất 2022, giá là 1 tỷ 120 triệu còn thương lượng.